Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì em Mai sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người về chương trình và dự án vàng, cuộc sống vàng, sức khỏe vàng. Lời đầu tiên thì cho em xin phép được giới thiệu bản thân mình một chút. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai, hiện tại thì đang giữ chức danh đó chính là Senior Director, hay còn gọi tắt là SD, hay còn gọi là giám đốc cấp cao, đúng không ạ? Và hiện tại thì em sinh năm 1995, quê quán Hà Nội, và đã có kinh nghiệm làm university từ năm 2016 cho tới bây giờ, và đã đạt một số cái chương trình thi đua rất là yêu thích, vì trong đó có Hồng Kông và Nhật Bản là hai cái chuyến mà em ấy dành tặng cho mẹ mình đi, và bản thân mình cũng được đi nữa. Đi du lịch cùng với công ty Unity vô cùng là tuyệt vời. Và trong đó thì phải kể đến đó chính là cái chuyến đi Thụy Sĩ. Thực sự đây là một cái chuyến đi mà nó vô cùng là hãnh diện, và đem lại cho mình rất nhiều cái nguồn cảm hứng cũng như là cái động lực để mình lựa chọn, mình quyết định rời khỏi Nhật Bản về Việt Nam. Và tất cả mọi thứ nó đều phải đánh đổi, đúng không ạ? Phải đánh đổi. Và mình có gieo nhân thì mình mới có gặt quả. Và thực sự là cái chuyến đi Thụy Sĩ này nó là một cái gì đó mà khiến cho mình phải nghĩ rất là nhiều. Mình vô cùng là tự hào và rất là vinh dự khi đã được đặt chân đến đất nước Thụy Sĩ, mà một trong những cái đất nước mà mình nghĩ rằng mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ đến nơi đó. Và từ khi vào làm university thì Mai thấy rằng không có gì là không thể. Và dần dần khi mà mình ở đây, mình sẽ chinh phục từng nấc thang, mình có tự do về tài chính cũng như là có những trải nghiệm đi đến rất nhiều quốc gia trên thế giới, và mình lựa chọn mình sẽ thành công ở university. Và tiếp theo hôm nay Mai xin phép được chia sẻ với mọi người về cái chủ đề của cái dự án này. Cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy ở cái thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Thiên tai thì từ cuối năm 2020, đúng không ạ? Thiên tai rồi lũ lụt rất là lớn ở miền Trung, rồi dịch Covid tàn phá nặng nề, Covid-19 còn chưa có vaccine điều trị hẳn, vaccine ra đời cũng đồng nghĩa với biến chủng của Covid cũng tăng rất là nhanh, biến thể của Covid tăng rất là nhanh, và chúng ta cũng chưa có một cái vaccine nào có thể trị triệt để được nó. Bởi vì là thực sự cái tốc độ lây lan và tốc độ phát triển của virus nó còn mạnh hơn rất là nhiều. Ở đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã sống chung với Covid là gần 2 năm nay rồi. Covid-19, Covid-20, Covid-21, Covid thứ N. Và theo dự đoán, vào năm 2023 thế giới may ra mình có thể bình ổn được. Và đối với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là đối với suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung thì rơi vào khoảng 2 năm cho đến 2 năm rưỡi. Đấy, thế nhưng có rất nhiều chuyên gia họ dự định rằng đợt Covid này thì có thể là bị suy thoái kép, tức là rơi vào khoảng 5 năm đến 6 năm. Và mọi người thấy rằng Việt Nam chúng ta, châu Á chúng ta đang là tâm dịch của cả thế giới. Và sự phục hồi kinh tế sau dịch sẽ mất bao nhiêu năm? Câu trả lời này thực sự rất là khó. Và nếu như chúng ta chờ đợi hết dịch thì chúng ta sẽ phải chờ đợi trong vô vọng, đúng không ạ? Với cái sự mất cân bằng thiên nhân địa thì con người đang phải trả giá cho những cái hành động mà mình gây nên. Và nếu như chúng ta tiếp tục ngồi chờ đợi ở nhà như vậy thì có lẽ rằng chúng ta sẽ chết đói trước đấy ạ. Và Covid thì mọi người thấy rằng chúng ta cần phải dùng tiền để chi tiêu cho rất là nhiều thứ. Nếu như chúng ta chi tiêu, chúng ta không có tiền thì chúng ta sống làm sao được, đúng không ạ? Và
Ở đây trên cái thiết kế cuộc đời, bạn đang bao nhiêu tuổi? Cá nhân em Mai, Mai đang ở cái ngưỡng này, 25, 26 tuổi. Rất may cho cuộc đời mình là mình biết tới University, biết tới chị Tân Sinh từ sớm, nên mình đã có được cái sự lựa chọn rất là đúng đắn trong cuộc đời. Trước năm 25 tuổi thì mình đi học và đi làm thêm. Mình làm University từ năm 21 tuổi. Thực sự nó là một cái độ tuổi rất là trẻ. Và cho đến bây giờ thì mình thấy rằng thước kẻ cuộc đời nó luôn đúng. Chúng ta có 15 năm để chúng ta lao động hăng say, xây dựng sự nghiệp và sự thành công ở đây. Chúng ta muốn 40 năm sau của chúng ta, hậu vận chúng ta như thế nào thì chúng ta hãy làm lao động từ bây giờ. Hãy lao động từ bây giờ và chúng ta thấy rằng chúng ta có 15 năm cho đến 25 năm. Nếu như chúng ta bỏ qua, lãng phí cái thời gian vàng này thì chúng ta sẽ phải trả giá cho cái 40 năm sau vô cùng lận đận. Các bạn có thể nhìn ở trên hình kim tứ đồ, nó sẽ chia ra làm hai nguồn thu nhập chủ động và thu nhập thụ động. Đây là kim tứ đồ do triệu phú Robert Kiyosaki viết ra, đúng không ạ? Và nó làm khuynh đảo thị trường thế giới, khuynh đảo những người đọc. Và có rất nhiều ý kiến trái chiều khi được đưa ra, nhưng chúng ta cũng sẽ tự hiểu rằng là ở góc làm công, dù trên thế giới này như thế nào thì đều sẽ nằm ở trong bốn cái ô này. Và thu nhập chủ động thì chúng ta có làm công và tự làm chủ, tức là chúng ta trao đổi thời gian, sức khỏe, tiền để sinh ra tiền. Còn thu nhập thụ động là chúng ta đi xây dựng một chuỗi MLM, xây dựng con người và hệ thống làm việc. Hay ở góc làm đầu nhà đầu tư thì chúng ta sẽ là đây là đi xây dựng tài sản để sinh ra tiền. Vậy thì chúng ta hiểu đơn giản rằng thu nhập chủ động là cái nguồn thu nhập mà khi bạn lao động thì bạn có tiền, bạn làm thì bạn có tiền, bạn ngưng làm thì bạn không có tiền. Còn đối với thu nhập thụ động thì khi mà bạn đã xây dựng cho mình một cái tài sản, một cái hệ thống thì tiền nó vẫn chảy về dù cho bạn là đang nghỉ hay đang đi chơi, đi du lịch, đúng không ạ? Và ở trên cuộc đời này, ai cũng muốn leo lên những nấc thang giàu có. Và những cái nấc thang này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta có một cái gọi là chiếc thang cuộc đời. Chiếc thang cuộc đời bạn đã đặt đúng ô hay chưa? Và nhìn trên kim tứ đồ này của triệu phú Robert Kiyosaki, bạn đã đặt thang đúng chỗ chưa? Và bức tường, cái điểm tựa của bạn đã đúng hay chưa? Và đây là ở góc làm công, đúng không ạ? Rồi là tự làm chủ tập đoàn và đầu tư. Chúng ta thấy rằng không biết nếu như không biết tới kim tứ đồ và tư duy chiếc thang thì cuộc đời bạn không thể quản lý vận mệnh. Thước kẻ cuộc đời chúng ta có 15 năm đến 25 năm, chúng ta phấn đấu cho 40 năm sau, sướng hay khổ, hậu vận tốt hay không thì chúng ta phụ thuộc vào 15 năm này. Và bạn đừng bao giờ lãng phí thời gian 15 năm tuổi trẻ, bởi vì ở thời điểm này bạn đang có sức khỏe, bạn đang có thời gian, bạn có tất cả trong 15 năm này. Nếu như chúng ta không trân trọng ở cái thời điểm này thì chúng ta sau này chúng ta sẽ vô cùng hối hận, mà giá như thì không bao giờ có chuyện quay trở lại được nữa. Và bạn đang đứng ở đâu trên nấc thang không quan trọng, mà quan trọng là bạn vấn đề nằm ở chiếc thang được dựa vào đâu ạ? Đây, chiếc thang được dựa vào làm công hay ô tự làm chủ hay tập đoàn hay MLM hay đầu tư. Vậy thì chiếc thang của bạn đang tựa vào đâu? Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta. Và dựa vào việc bạn leo lên những nấc thang đó nhanh hay chậm, cao hay thấp thì nó chẳng có ý nghĩa gì nếu như chiếc thang đó tựa nhầm vào bức tường. Và tư duy chiếc thang cuộc đời rất là quan trọng. Chúng ta hãy nhớ và đừng
Và bây giờ thì chúng ta có thể quan sát trên hình này. Nếu như bạn đặt sai chiếc thang lên một bức tường, chiếc thang cuộc đời bạn tựa vào bức tường nào? Nếu như bức tường đó bị sụp đổ thì có phải bạn sẽ vô cùng là bất hạnh hay không ạ? Bạn có phải là kẻ vác thang chạy khắp bản đồ cuộc đời không? Đừng để cuộc đời bạn vác chiếc thang chạy khắp bản đồ. Đúng ạ, chúng ta chạy loanh quanh trên cái bản đồ Việt Nam này, nhưng nếu như chúng ta không đổi ô, đúng ô, chọn đúng điểm tựa thì chúng ta mãi mãi vẫn là những kẻ vác thang chạy lung tung trên bản đồ mà thôi. Và ở Unicity chúng ta có một bức tường vô cùng vững chãi, Unicity rồi là Tân Sinh Tim, đúng ạ, một bức tường vô cùng là vững chãi, chắc chắn. Và đại thủ lĩnh của chúng tôi còn nói khôn ngoan không lại với Kim Tử Đồ. Kim Tử Đồ rất đúng, nếu như bạn đặt tựa nhầm chiếc thang lên những bức tường sai, bức tường không đúng ô thì chúng ta sẽ dù bạn rất giỏi nhưng bạn cũng không thể trở nên giàu có và thành công được. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với dự án ở Unicity. Các bạn nhìn thấy ở trên hình đúng không ạ? Bác sĩ thì có thể giúp cho chúng ta chữa bệnh ba phần nổi ở bên trên. Đây là một tảng băng 3 phần nổi và 7 phần chìm đúng không ạ? Và cái bác sĩ thì chỉ có thể giúp chúng ta chữa ngọn mà thôi, giải quyết những vấn đề nhìn thấy. Còn gốc rễ ở bên dưới này nó vô cùng là sâu. Và Unicity chúng ta hỗ trợ điều trị bằng cách đó chính là phòng bệnh cộng với xử lý bệnh ở giai đoạn sớm. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe chủ động đúng không ạ? Và với giải pháp là thải độc, bảo dưỡng cơ thể, cân bằng chuyển hóa, xử lý bệnh ở giai đoạn sớm. Cho tới hiện tại thì kinh doanh chúng ta nhận thấy rằng có kinh doanh truyền thống và kinh doanh mạng lưới. Ở kinh doanh truyền thống thì nhà sản xuất cho tới tay nhà tiêu dùng thì chúng ta sẽ thông qua các đại lý bán buôn và bán lẻ. Đúng không ạ? Và các đại lý này thì chúng ta sẽ phải mất chi phí cho vốn mặt bằng, quảng cáo, PR, và những đại lý này họ phải có phần trăm để họ sống chứ đúng không ạ? Và cái thu nhập phần trăm từ cái lợi nhuận này khi đến tay người tiêu dùng thì thực sự cái giá trị của sản phẩm không biết là nó sẽ còn được bao nhiêu. Và khi chúng ta ngừng kinh doanh thì chúng ta ngừng tiền, đặc biệt trong thời gian Covid như thế này đúng không ạ? Chúng ta không buôn bán, chúng ta không mở cửa hàng hiệu thì chúng ta không thể nào mà bán được hàng. Đó, và như vậy là chúng ta chết rẫy rồi đúng không ạ? Còn đối với kinh doanh mạng lưới thì làm sao? Kinh doanh mạng lưới thì từ nhà sản xuất cho tới người tiêu dùng, chúng ta sẽ thông qua một cái kênh, đó chính là kênh người tiêu dùng, kênh nhà phân phối. Và bạn là nhà tiêu dùng, bạn là nhà kinh doanh. Bạn là người tiêu dùng và khi mà bạn đi quảng cáo, bạn chia sẻ, bạn xây dựng một cộng đồng. Và cái quy mô mạng lưới này nó bằng với độ lớn của thu nhập, đúng không ạ? Mạng lưới thì là tài sản của chúng ta và tất cả các nhà phân phối dù vào sớm hay muộn thì đều mua từ công ty với giá gốc và công thức trả thưởng như nhau. Và Unicity là một tập đoàn về sức khỏe có trụ sở ở bang Utah của Mỹ. Đây là tập đoàn duy nhất trên thế giới làm về lĩnh vực cân bằng chuyển hóa, có mặt ở trên hơn 64 nước trên thế giới. Và cho đến hiện nay thì Unicity có lịch sử trên 117 năm với kinh nghiệm, uy tín và sự bền vững cùng với thời gian vô cùng là vững chãi. Và Unicity thì có những dòng sản phẩm được nằm ở trong Dược thư Thế giới PDA, một cuốn dược thư danh giá về y dược. Và chúng ta có mua độc quyền các vùng thảo dược quý trên thế giới. Chính vì thế trong lúc đại dịch Covid như thế này thì chúng ta không quá bị phụ thuộc vào các nguồn cung ứng về 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 nguồn thảo dược cho thị trường Unicity. Và chúng ta có một cái nền tảng khoa học vô cùng là vững chãi và đặc biệt là chúng ta không có nợ về tài chính. Khi không có nợ tài chính, mình làm Unicity đã 4 năm rồi, mình chưa bao giờ mình thấy công ty trả chậm hoa hồng cả, thậm chí là còn trả trước cơ. Nhất là đến Tết Nguyên đán của chúng ta thì chúng ta sẽ được nhận hoa hồng trước trước Tết đó.
công ty rất là chu đáo luôn. Và chúng ta có một cái nền tảng khoa học vô cùng là vững chãi, đó chính là khoa y của Đại học Harvard, khoa nghiên cứu chuyển hóa của Đại học Stanford, Columbia, rồi Đại học Sydney, Utah, Hiệp hội Tim mạch Tiểu đường Hoa Kỳ. Đó. Và chúng ta thấy rằng có rất nhiều người chưa có được những cái nhận thức về thực phẩm chức năng đâu. Và chúng ta hãy tìm hiểu về ba cấp độ của thực phẩm chức năng. Cấp độ số 1 chính là bổ sung dinh dưỡng. Trên 90% thị trường thực phẩm thuộc thực phẩm chức năng dừng lại ở cái cấp độ này. Và cấp độ số 2 đó chính là dinh dưỡng dược. Đó chính là thảo dược có thể hỗ trợ cho chúng ta điều trị bệnh lý vô cùng hiệu quả. Và cấp độ số 3 đó chính là thực phẩm chức năng tác động vào gen và tế bào. Và Unicity là một công ty vô cùng tự hào với những dòng sản phẩm được nằm trong dược thư và được nằm ở cấp độ số 2, số 3 nói chung. Rất là cao cấp và giúp cho chúng ta hấp thụ cái sản phẩm một cách tốt nhất. Và trên thị trường, trên bản đồ Unicity, trên bản đồ Việt Nam có 100 triệu dân và Unicity có một cái tầm nhìn đến 100 triệu dân này có nám mụn rồi là mất cân bằng chuyển hóa bệnh nọ bệnh kia vân vân, và giải pháp độc quyền của Unicity đó chính là cân bằng chuyển hóa. Và bạn hãy trở thành chuyên gia sức khỏe, chuyên gia MLM, MLM đúng không ạ? Rồi với những cái bộ sản phẩm như thải độc này, 6 hệ, rồi tăng đề kháng, cân bằng chuyển hóa, bổ sung dinh dưỡng cấp độ gen và dưỡng da và làm đẹp công nghệ gen đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng ở Unicity xây dựng cộng đồng tiêu dùng kinh doanh Unicity thì khi đó sẽ tạo ra một cái tài sản. Năm 2021 nó chỉ bé bé như thế này. 2022 sơ đồ nhân cấp gấp đôi, 2023 lớn mạnh hơn, 2024 rất rất lớn mạnh đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy đối với một nhà phân phối đầu tiên thì họ sẽ cần trở thành một nhà phân phối VIP. Và với cái gói VIP ở đây là 23 triệu và bạn chỉ cần là một thành viên VIP có chế độ VIP mãi mãi đúng không ạ? Bất cứ ai tuyển dụng VIP bạn sẽ nhận được hoa hồng VIP từ 20 cho đến 25%, và một người này sẽ tuyển ra 5 người, 5 cái trụ đúng không ạ? Và từ 5 người này thì trong mỗi một người lại tuyển ra 5 người nữa. 5 người nữa thì đây là một cái sơ đồ cấp số nhân. Vậy thì với 5 tầng bạn tuyển dụng đầy đủ 5 người thì bạn có đến con số đó chính là 3.905 người. Thực sự là một con số vô cùng là ấn tượng, vô cùng là lớn. Và doanh số cá nhân một tháng chúng ta cứ auto active 9 triệu thì sơ đồ của chúng ta vô cùng là bền đúng không ạ? Và cộng đồng lớn thì chúng ta cần phải kết nối. Và khi chúng ta muốn có một cộng đồng bền, chúng ta phải đào tạo quân của mình đúng không ạ? Đây chính là menu cuộc đời. Bạn muốn chọn menu nào thì hãy lựa chọn mức thu nhập và tìm hiểu về điều kiện. Sau đó thì chúng ta sẽ đi thực hiện đúng không ạ? Hãy chọn cho mình menu cuộc đời của mình là ở đâu thì chúng ta sẽ có lựa chọn cho bản thân mình. Bạn muốn thu nhập của bạn thường ở mức 15-20 triệu thì bạn là IM, bạn muốn là PD thì bạn phải dừng ở mức 200 triệu đúng không ạ? Diamond thì là 1 đến 3 tỷ vân vân. Và việc chúng ta cần phải làm đó chính là hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, học tập chuyên môn, kỹ năng tư duy để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày. Và sau đó thì chúng ta hãy đến bước số 2 đó chính là bán hàng. Chúng ta cần phải bán hàng. Công việc chúng ta không phải là đi bán lẻ. Thế nhưng chúng ta cần phải bán hàng để chúng ta mở rộng mạng lưới quy mô của mình ra. Và bước số 3 đó chính là điều số 3 đó chính là bạn phải đi kết nối những người tiêu dùng hàng, những người yêu thích kinh doanh, những người yêu Unicity và chúng ta tập hợp lại với nhau thành một mạng lưới. Sự thứ tư đó chính là đào tạo. Chúng ta cần phải đào tạo để cho quân của mình có kiến thức đúng không ạ? Thứ năm đó chính là quản trị doanh nghiệp.
Và doanh số cần có của mỗi một nhà phân phối đó chính là 9 triệu đồng trên một tháng sử dụng cộng với bán hàng. Và sứ mệnh kết nối mạng lưới cộng đồng yêu sức khỏe, yêu kinh doanh, đúng không ạ? Chia sẻ của Mai đến đây là hết, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái chương trình chia sẻ Zoom của em. Xin cảm ơn ạ.